Sao mẹ lại ra ngoài này bán lá dong? Nữa rồi không biết. Chắc là mẹ đi bán cho vui thôi. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài này nữa rồi? Con đã nói mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi mà. Con về rồi đấy à? Mẹ đi bán chơi chơi thôi mà. Con về nhà trước đi, lát nữa mẹ về nhá. Không được, không bán nữa. Ở ngoài này gió lạnh lắm. Mẹ bán gần hết rồi, tí nữa mẹ về thôi mà. Con cứ về trước đi. Bán lá dong thì được bao nhiêu tiền hả mẹ? Thôi, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Bà ơi, tôi gửi cái ghế nhá. Mẹ lên xe đi mẹ. Mẹ, tiền con gửi cho mẹ đi đâu hết rồi? Mà sao phải ra đường bán lá dong thế? Bán mấy cái đấy thì được bao nhiêu tiền chứ? Tiền mẹ đưa cho em trai của con rồi. Cường Cám nó cần tiền mua giống cây nên là mẹ... Sao mẹ lại đưa hết tiền cho nó? Con đã bảo với mẹ có đưa tiền cho nó thì cũng phải chừa lại một ít rồi mà. Có, mẹ có giữ lại chứ. Mẹ không thiếu tiền. Tại vì Tết nhất đến nơi rồi, mẹ thì ngồi chơi mãi cũng chán, nên là mẹ mới kiếm việc nọ việc kia để làm cho đỡ buồn thôi. Mẹ đừng có giấu con nữa. Mẹ đưa hết tiền cho nó, bây giờ không có tiền tiêu Tết, mẹ phải ra đường bán lá dong kiếm tiền chứ gì. Con còn lạ gì mẹ nữa chứ? Không, mẹ vẫn còn tiền thật mà. Thôi được rồi, từ bây giờ mẹ đừng ra đầu đường xó chợ mà ngồi bán lá dong nữa. Bao nhiêu là bụi, bao nhiêu là gió, rồi người ta đi qua đi lại virus nữa chứ. Lỡ mẹ ốm ra thì phải làm sao? Nhưng mà... Thôi được rồi. Cái này con biếu mẹ để tiêu Tết. Mẹ nhớ là tiền này chỉ để giữ để mua sắm tiêu Tết thôi, không được đưa cho thằng Cường Cám nữa đâu đấy. Nhưng mẹ à, tiền này mẹ cứ giữ lấy. Mẹ cũng kệ anh ấy, tại anh ấy thương mẹ, không muốn mẹ ra ngoài kia vất vả rồi bụi bặm nữa. Mẹ cũng biết tính của anh ấy rồi, bây giờ có nói thì cũng không được đâu ạ. Thôi mình vào nhà đi con. Đi đường có mệt lắm không? Mai đi chợ sắm Tết với mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Mà anh này, mẹ cũng lớn tuổi rồi, ngồi không cũng buồn chân buồn tay. Anh lo cho mẹ thì nói khéo một tí, chứ đừng có nói sỗ sàng quá. Anh biết chứ. Thì bình thường thằng Cường Cám nó cũng bận việc, mẹ ở nhà một mình thì buồn là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ vợ chồng mình về chơi với mẹ rồi, mẹ không có đi buôn bán gì nữa hết á. Biết là như thế, nhưng mà cũng cùng một câu nói, anh nói sao cho nghe lọt tai một tí, chứ đừng có quen cái thói cao giọng mắng lên nói ở công ty á. Về nói chuyện với mẹ em thấy là không được đâu. Anh cao giọng bao giờ chứ? Em cũng chịu anh. Mà chuyện như thế này cũng tại thằng Cường Cám cả. Nó làm ăn kiểu gì, tiền không thấy vào chỉ thấy ra thôi. Bao nhiêu lần anh đưa tiền cho nó rồi, bao nhiêu lần anh đưa tiền cho nó rồi, bây giờ còn dám lấy tiền của mẹ nữa. Đúng là bực mình mà. Chắc là chú ấy có lý do riêng. Có chuyện gì đấy? Tôi nghe đây. Cái gì? Công nhân lại biểu tình à? Sao lại thế? Hay nhỉ, công ty khác còn đang nợ lương nợ thưởng kia kìa. Tôi trả đủ cho họ rồi còn chế ít hay sao? Được rồi, cậu xử lý chuyện này cho tôi. Nhớ điều tra kỹ đấy, có gì gọi báo cáo với tôi.
Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ đâu rồi ạ? Anh ơi, mẹ bảo lát quét xong sân thì sang nhà hàng xóm chơi đấy. Mẹ đi không nói tiếng nào à em? Ừ, vậy anh đi lượn chợ một tí nha. Vâng, nhưng mà anh nhớ về sớm, chở em sang làng bên để thăm dì Út nhá. Ừ, anh biết rồi, anh đi nha. Cái chỗ này là 10.000 một cây. Thì anh tính lấy bao nhiêu cây? Tầm 100 cây. 100 cây à? 100 cây thì được, thế thì em sẽ để lại cho anh cả một cái giấy này luôn. Nếu mà thiếu thì mình sẽ lấy thêm ở bên này nữa. Tôi lấy thêm ít màu vàng này nào. Anh lấy thêm cúc vàng. Cúc vàng thì 7.000 một cây anh ạ. Thì còn cái luống này thôi. Anh lấy bao nhiêu thì anh lấy. Anh cứ đi xem thêm đi. Này, bán từ sáng đến đêm là đúng món chưa? Anh, sao anh lại ra đây làm gì? Em bán cũng được lắm. Tao ra ngoài tìm mẹ, thấy mẹ không có ở nhà. Mẹ không ra đây? Tất nhiên là mẹ không có ở nhà rồi. Mẹ phải ra chợ bán lá dong kiếm sống kia kìa. Mày xem là bản thân mày đi. Mày làm như vậy coi được không hả? Kìa anh, em có làm cái gì đâu. Anh không đồng ý cho mẹ đi bán lá dong ở ngoài chợ thì em cũng ủng hộ anh. Hôm qua em còn khuyên mẹ đừng đi nữa mà. Mày khuyên mẹ thì ít gì chứ. Mày lấy hết tiền của mẹ đi mua đất, mua giống hoa, mua phân bón thì mẹ chẳng phải ra đường để mà bươn chải kiếm sống à? Em có lấy hết đâu. Tiền anh gửi cho mẹ, em lấy có được một tí. Mẹ vẫn còn mà. Sao mày ngu thế? Mẹ nói thế mày cũng tin được à? Mày đã thấy cái số tiền còn dư đến bao giờ chưa? Cái này... Mày không về nhà mà nghe hàng xóm người ta xì xào bàn tán kia kìa. Suốt ngày ở ngoài này, nhà cũng không buồn về, ngủ lăn ngủ lóc ở trong trại trong hoa. Cuối cùng thì vẫn lỗ, nghèo lại hoàng nghèo. Thấy có mất công không? Em có lỗ đâu, chỉ là chưa thu hồi được vốn thôi. Thế thì khác quái gì nhau hả? Lỗ thì dẹp đi, đừng có làm nữa. Lên xã kiếm việc gì mà nhàn hạ làm. Làm ở xã tháng được có mấy đồng em không làm đâu. Không thì tìm việc khác mà làm. Hay là lên thành phố, vào công ty ta mà làm này. Mày ném bao nhiêu tiền bạc, công sức ra ngoài cửa sổ, bây giờ đến mẹ còn phải ra ngoài để bươn chải kìa. Mày sống có sung sướng gì không? Sao tao nói không chịu nghe hả? Anh cả, anh nói cái gì nghe quá đáng thế. Anh Cường có phải là người vứt tiền qua cửa sổ đâu. Này, ai là anh cả nhà cô? Cô với em trai tôi chỉ là người yêu thôi. Hỏi chưa? Cưới chưa? Cô lấy cái quyền gì mà lên tiếng ở đây? Nhưng mà em thấy anh càng ngày càng gia trưởng và vô lý quá rồi đấy. Tôi gia trưởng hay sao? Bố chúng tôi mất sớm, tôi bươn chải nuôi nó từ nhỏ. Nhìn nó lớn lên, mắng nó một vài câu không được à? Phải xin ý kiến của cô hay sao? Nhưng em thấy anh nói như thế oan ức cho anh Cường quá. Có oan hay không á, không đến lượt cô nhận xét. Cô nhìn lại bản thân cô đi, vừa nghèo lại hỗn hào. Cô xứng với em tôi à? Ok anh, Trúc rất tốt, ngoan ngoãn, là còn giúp mẹ nhiều việc nữa. Anh đừng nói Trúc như vậy. Giúp mẹ cái gì? Giúp mẹ bán lá dong hả? Tao thấy tốt nhất hai đứa mày nên chia tay đi. Trong cái làng này thiếu gì con gái ngoan ngoãn, gia cảnh khá giả là còn xinh nữa. Anh, em không bao giờ chia tay với Trúc đâu. Anh đừng có mà gia trưởng như thế. À, mày thì bây giờ giỏi rồi. Nói đông không chịu, nói tây không nghe. Mày không cần thằng anh trai này nữa chứ gì. Anh vô lý nó vừa thôi. Anh đi về đi. Được, bây giờ mày đuổi cả tao à? Được rồi, tao mặc kệ mày, sau này sướng khổ tự chịu nhé.
người đâu mà vô lý hết sức. Cảm ơn cháu. May mà có cháu đồng ý cho bác gói nhờ bánh chưng ở đây chứ. Ở nhà ấy, thằng Cường ăn tiêm nó mới biết, chưa chắc nó đã đồng ý đâu. Bác không phải khách sáo đâu. Bác cứ gói bánh chưng rồi lộ bên nhà cháu luôn, xong rồi cho bán luôn cho bác. Cửa ăn tiêm không biết đâu mà sợ. Ừ đấy, nó mà ở nhà ấy còn lâu, nó mà biết nó lại cằn nhằn cho cái thằng khó tính khó nết. Bây giờ ở nhà nói cho nó chả chịu nghe ai đâu. Nói đi. Mẹ đúng thật là lại tham công tiếc việc rồi. Đã đau lưng thì chớ, lại còn tới đây gói bánh chưng để đem đi bán nữa. Bảo sao từ sáng tới giờ không thấy mẹ đâu. Thuốc gì đây em? Đây là thuốc tiêu hóa của em. Thuốc đau lưng của mẹ chứ gì, đừng có giấu anh. Mà mẹ đâu rồi em? À, mẹ đang ở bên nhà Trúc. Nãy em qua đấy thì gọi mẹ về, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện ở bên đấy với bố mẹ Trúc, nói vui vẻ lắm. Thấy mẹ như thế em cũng không nỡ, nên là để cho mẹ ngồi đấy chơi rồi. Ừ, mẹ không ra chợ bán lá dong là được. Bảo sao mấy hôm trước đông khách mà bây giờ lại vắng tanh thế nhỉ? Mà tao nghe nói là bà Xuân ấy, bà đang bán bánh chưng trước nhà con Trúc đấy. Cái gì? Như thế là bà đang tranh khách của nhà mình đấy. Bà Xuân gói bánh chưng á? Sao mày hôm trước anh bảo là con Trúc gói cơ mà? Tao không biết nữa. Năm ngoái con Trúc nó gói bánh chưng nhưng mà có khách nào mua đâu. Ăn làm sao ngon bằng nhà mình được. Chắc là năm nay bà Xuân bà ấy gói. Mà nghe khách nói ngon lắm, không biết làm sao nữa. Tức chết đi được. Sao bố bảo là lão Cường ăn tiêm về, không bà Xuân làm cái gì cơ mà? Tao biết đâu được, chắc là đi gói trộm thôi. Tại vì gói bên nhà con Trúc nên là thằng Cường nó mới không biết đấy. Tóm lại ấy, là tranh khách của nhà mình. Không được, em phải đi chọc ngoáy một trận cho bõ tức mới được. Cô Xuân ơi, cô có nhà không? Hà sang chơi đấy à? Vào nhà đi em. Cô không có nhà hả anh? Mẹ anh không có nhà. Thôi, em ở ngoài đây được rồi. Anh bán cho em cặp bánh chưng đi. Thím nhà em nhờ sang đây mua. Mà nhà em có toàn thịt nạc thôi, thím không thích. Thích mua bên nhà anh cơ. Em nói sao? Nhà anh làm gì có bán bánh chưng? Anh cứ đùa. Thím em bảo là cô Xuân gói bán bánh cơ mà. Chứ không phải gói ở đây à? Hay là gói bên nhà Trúc Ninh nhỉ? Ý em nói là mẹ anh sang nhà Trúc gói bánh chưng bán hả? Thôi, cha em không biết đâu. Em sang bên đấy đây. Hà, mẹ lại còn giấu mình sang nhà Trúc gói bánh chưng. Lại còn cái Trúc giúp mẹ giấu mình nữa chứ. Anh Cường, anh đi đâu đấy? Anh đi gọi mẹ với Cường Cám về, nói chuyện cho ra nhẹ. Thôi, để khi khác đi, để tối chú Cường với mẹ về ngồi nói chuyện sau. Chứ bây giờ anh làm rùm beng hết mọi chuyện lên. Lúc đấy, làng xóm láng giềng người ta nhìn thấy, người ta cười cho đấy. Kìa, đi. Chị, buông anh ra đi. Mẹ này, kể từ ngày mai mẹ đừng ra đường bán bánh chưng nữa. Con biết hết rồi, mẹ không cần phải giấu con đâu. Nếu con đã biết thì mẹ cũng nói thật luôn. Bánh chưng mẹ gói xong hết rồi, chỉ cần tối mai là mẹ luộc hết, nên là mẹ không dừng được đâu. Con cứ để mẹ làm nốt ngày mai đi. Đúng rồi đấy, mẹ đã bỏ nhiều công sức như vậy rồi, làm sao mà dừng được. Thế là mẹ nhất quyết không nghe lời con đúng không? Còn may nữa,
Mày vô dụng nó cũng vừa thôi, làm ăn thì thua lỗ. Mày thấy đấy, bây giờ mẹ phải chịu khổ vì mày đấy. Sau Tết tao đưa mẹ lên thành phố để phụng dưỡng, còn mày ở nhà muốn làm gì thì làm. Ơ kìa con, sao lại nói em như thế? Là do mẹ tự ý mẹ làm cơ mà. Mẹ này, mẹ đừng có lúc nào cũng bên nó chầm chập như thế. Mẹ phải theo con lên thành phố. Mẹ cứ ở quê hoài, nó cứ nhất nhất bám theo đất vườn đất ruộng, bao giờ mới khá lên được? Để con đưa mẹ lên thành phố xem nó có chịu theo con lên đó để phụng dưỡng mẹ rồi làm việc ở công ty con không. Alo, đã giải tán người biểu tình chưa? Gọi luật sư cho tôi, vụ này không yên với tôi đâu. Ai mua bánh chưng đi? Bánh chưng thơm ngon nhà làm đây. Chà, bà lại bán bánh chưng hội mẹ chồng tương lai đấy à? Có hiếu phết nhỉ, chưa làm dâu mà có hiếu phết đấy. Việc của bà đấy à, bà không lo về bánh chưng đi, ở đây không cần quạ cảnh. Tưởng mình cao giá lắm cơ à? Người yêu ấy thì làm ăn thua lỗ, cái ông anh trai Cường An Tiêm kia ấy cũng chả ra cái gì cả. Công ty thì lộn xộn, công nhân người ta biểu tình, làng xóm biết hết kìa kìa. Bà đang ăn nói linh tinh cái gì đấy? Ai bảo là anh Cường Cám làm ăn thua lỗ chứ? Không cần phải làm bộ làm tịch nói tốt cho người yêu. Tôi khuyên bà nhá, sớm chia tay Cường Cám đi, không thôi á, rước họa vào thân đấy. Tôi chia tay Cường Cám để bà nhảy vào à? Này, bà nói cái gì đấy hả? Tôi mà thèm bị thích cái thằng đen xỉ như thế á? Không thích ý, thì cứ lượn ra đây nhòm ngó làm gì. Thôi, tốt nhất là bà đi về báo anh Trưng đi. Lượn lượn lượn. Mất vía, mới sáng ra. Anh, con Trúc nó dám chửi em, nó còn dám đuổi em đi nữa, không cho đứng ở ngõ nhà nó. Đã thế còn đốt vía nữa, tức chết đi được. Anh nghĩ cách gì đi, cái gì? Phá nó, không cho nó bán bánh nữa. Con dám chửi mày á? Nó chửi cả anh nữa đấy. Nó bảo á, anh vừa già vừa xấu lại còn lười nữa. Ấy vợ là phải. Mẹ kiếp, cái con danh này, để tao sai cho nó trận. Anh, sao rồi? Còn sao nữa, tao cần gì phải phá. Bây giờ ấy, bà Xuân cùng với con Trúc ấy đang nấu bánh chưng ở nhà ấy, làm một nồi lớn luôn, đang vớt ra đầy rổ rồi. Nhưng mà ấy, khách thì người ta đi hết rồi, lần này ấy, có bà ế chồng bó thôi. Giờ này còn luộc thêm bánh nữa thì bán cho ai ạ? Thì thế đấy, bây giờ bà luộc thêm ra, khách thì về hết rồi, có bà ế chồng bó ra, làm ăn mà thua lỗ ấy thì chả mấy mà đóng cửa thôi. À, cô Xuân, cô bán hết bánh rồi à? Hà đấy hả cháu, cô bán hết rồi. Cái gì cơ ạ? Bán hết rồi á? Cô cứ đùa cháu, bánh nhà cô nhiều như thế, bán đêm 30 khi không hết đấy chứ. Bánh ế như vậy, phí cả công sức cả tiền bạc ra. Cháu nghe thế nào ấy chứ, chắc là người làng người ta đồn bậy thôi, chứ cái Trúc nó bán hết rồi. Có phải là cô sợ anh Cường An Tiêm cằn nhằn nên nói dối đúng không? Bánh nhà cô nhiều như vậy mà làm sao mà hết được? Có phải cô nghe lời anh Cường An Tiêm không vẽ chuyện ra, công sức tiền bạc có phải là không phí không? Thím Xuân, thím đang làm gì đấy ạ? Cháu có rút quà biếu thím với các em ạ. Quý hóa quá, cháu vào nhà đi. Dạ thôi ạ, cháu đến đây để thay mặt hội người già neo đơn với trẻ em mồ côi để cảm ơn Cường An Tiêm ạ. Cảm ơn. Sao tự nhiên lại đi cảm ơn em? Thì chú tặng quà cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi, người ta cảm kích chú lắm đấy. Đây là của ít lòng nhiều, chú nhận đấy nhá. À, ra Tết chú nhớ ghé chơi nhá. Quý hóa quá. À, ra Tết cả gia đình nhà thím sang đấy chơi là được rồi, gửi lời cảm ơn là được rồi, chứ còn quà cáp làm cái gì nữa. Dạ thôi, cháu xin phép ạ. À, chú Cường, chú nhận lấy quà nhá. Ra Tết nhớ sang chơi với bọn tôi nhá.
Em biết rồi, em cảm ơn anh ạ. Cháu xin phép thím, cháu có đi tuyên truyền đó ạ. Chuyện này là sao vậy mẹ? Mẹ, thì ra là mẹ làm bánh chưng tặng cho trại trẻ mồ côi với hội người già neo đơn ạ. Chuyện này là do mẹ với em trai của con bàn nhau. Bàn thì bàn, nhưng mà con có cấm mẹ làm từ thiện đâu, sao lại giấu con chứ. Mẹ, anh, chị, con bán hết hoa rồi mẹ. Anh cầm lấy số tiền này đi, trong này là tiền bán hoa cả tháng nay của em. Anh cầm lấy mà trả tiền lương cho công nhân, đừng để họ biểu tình nữa. Nếu mà không đủ ấy, thì ra Tết em bán cái vườn cây ăn quả đi, rồi em đưa thêm cho. Đúng rồi đấy, con cầm về đi mà lo việc, chứ đừng để người ta biểu tình nữa. Chuyện này là sao vậy mẹ? Kênh nào cũng thấy đưa tin ngành may mặc năm nay làm ăn thua lỗ. Công ty của thằng Cường ăn tiêm chẳng biết là thế nào. Đây này mẹ ơi, báo mạng họ cũng đang dần dần thế này. Công nhân thất nghiệp lũ lượt về quê. Đấy đây, đấy mẹ xem này. Đấy đấy. Đấy. Công ty của anh cả nhỏ không thấy sa thải nhân viên, nhưng mà con nghe đâu là hình như là họ tập trung biểu tình hay sao đấy ạ. Biểu tình quá. Sao lại biểu tình nhỉ? Thì con nghe nói là năm nay cái ngành may mặc làm ăn thất bát thua lỗ, cho nên là nợ lương, nợ thưởng Tết của công nhân, cho nên họ mới làm như thế đấy. Ôi trời ạ. Thế mà thằng Cường ăn tiêm nó nói với mẹ là công ty của nó nhỏ bé, không có chuyện nợ lương đâu. Thế chẳng lẽ nó lại nói dối mẹ à? Thì chắc là thế. Mẹ cũng thừa biết tính của anh cả rồi còn gì nữa. Có chuyện gì cũng đều giấu hết, sợ mẹ lo lắng sinh bệnh. Ngày xưa nhà mình nghèo, không có tiền để đi học. Anh cả cũng phải nhịn ăn nhịn mặc cho con ăn học đấy thôi. Bây giờ không có tiền. Khổ thân con tôi. Bây giờ phải làm thế nào? Tạm thời chắc là để con bán đào bán hoa Tết, xong rồi đưa thêm tiền cho anh cả thôi. Chứ trước mắt con cũng chưa nghĩ ra cách gì khác cả. À, hay là mẹ làm từ thiện dưới tay anh cả để giúp anh cả tích đức giải xui đi. Giải xui á? Liệu có được không con? Thì lần trước mẹ đi xem bói, thầy bảo là năm nay anh cả bị cái sao gì gì đấy chiếu còn gì. Ừ, nhưng mà nhà mình ý, có khá giả hơn là mấy đâu. Trong làng còn đầy nhà giàu hơn mình. Bây giờ người ta mà biết mình làm từ thiện ý, thì có mà người ta cười cho thối mũi. Ừ, thì mình làm kín, không để ai biết là được. Không phải như vậy đâu mẹ à. Cái gì không phải hả con? Công ty không nợ lương. Chẳng qua là lần trước mẹ có gọi điện thoại, con đã nói sự thật rồi mà. Con đã bảo mẹ đừng có tin vào mấy cái báo lá cải trên mạng rồi còn gì. Hình như là mẹ với cả chú hiểu lầm rồi. Khó khăn là xu thế chung của ngành may mặc, nên là năm nay lương và thưởng đều được giảm xuống. Không phải là riêng gì công ty của anh Cường đâu. Và chắc chắn công ty của bọn con sẽ không có chuyện nợ lương. Công ty của con có tốt chán đấy ạ. Không nợ lương với lại nợ thưởng. Thế còn cái vụ biểu tình là sao? Vụ biểu tình đấy là do công ty đối thủ gây ra, thuê người để làm nhằm hạ thấp uy tín của công ty con, cạnh tranh bẩn ấy mà mẹ. Còn về phía công ty con, tuy năm nay lương với thưởng có giảm đi đôi chút, nhưng mà công ty đã thanh toán hết cho công nhân rồi. Công nhân của công ty con cũng không tham gia vụ này đâu ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Không nợ lương, không phá sản, như thế là tốt quá, tốt quá rồi. Anh làm em với mẹ lo lắm đấy. Thế thì năm nay mình phải ăn Tết thật to mẹ ạ. Ừ.